Xin mến chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì tiếp tục bên em lên một cái video về hai mẫu cục đẩy rất là hot anh em nhé. Hai mẫu cục đẩy cho ra chất âm rất là hay. Một cục đẩy LT3600 và một cục đẩy LT5000. Hai sản phẩm này các bác có thể nhìn bề ngoài thì nhìn nó giống nhau y đúc đúng không ạ? Bề ngoài nhìn giống nhau. Nhưng nội thất bên trong các bác nhé, nội thất bên trong thì nó sẽ khác nhau. Thì hôm nay em sẽ mở nội thất ra để cho các bác cùng khám phá bên trong cục đẩy LT5000 nó như thế nào và cục đẩy LT3600 như thế nào. Hai sản phẩm này đều sử dụng ở bên mạch Class D, hàng cao cấp, rất là cao cấp, ok chưa ạ? Đều là hàng mới nhá. Thì hôm nay sẽ mở ra, đây là cục đẩy LT5000 này, ok chưa ạ? Khi mở cục đẩy LT5000 ra thì các bác có thể thấy này, cục biến áp nguồn rất là to đúng không ạ? Ok chưa ạ? Biến áp nguồn xuyến rất là to. Tất cả đều là nguồn đồng hết. Các bác có thể thấy đây. Nguồn đồng, lõi đồng rất là to nha. Đấy. Mạch Class D thì nó sử dụng chỉ cần 4 tụ lọc nguồn đây. Đấy, tụ này là tụ. Đây, cho các bác xem tụ này tụ Bison nhá. Ok chưa ạ? Đấy, tụ này là tụ 2200mA và tụ 200V, chỉ cần 4 tụ lòng nguồn này thôi. Và đây em đã mở ra, ở đây nó có một cái lớp đấy, cách nhiệt anh em nhé, cách nhiệt cách điện đây. Hàng này quá đẹp rồi. Sử dụng duy nhất chỉ cần có hai cái thanh nhôm tản nhiệt này thôi đấy. Cuộn cảm, hai cuộn cảm, ok chưa? Và rất là nhiều tụ này, 2, 4, 6, 8, 10, 12 con tụ Bison nhỏ này đó, đi theo cái bo mạch này anh em nhé, bo mạch công suất này. Một cục đẩy 4 kênh mạch Class D nhưng mà sử dụng duy nhất chỉ có là một cái quạt này thôi. Cái quạt tản nhiệt này thôi. Vì con này nó chạy nó rất là mát em nhé. Nó tản nhiệt rất là tốt, nó không sinh ra nhiệt nhiều. Ok chưa ạ? Máy chạy rất là êm. Các bác có thể thấy nhìn những dây này này. Những dây này của nó, dây nguồn đồng của nó nhìn quá khủng luôn. Hàng này thì công suất lên tới 2000. Xin lỗi các bác nhé. Con này là 1000 anh em nhé, 1200W, 1200W. Đây. Ở dưới đây nó còn có những con tụ nữa này. Đây, rất là nhiều, các bác có thể thấy bên trong này. Đấy. 1200W một kênh nhân với 4. Đấy. Mỗi một kênh này chúng ta có thể đánh ra một cặp loa bát 40 hoặc là một cặp loa bát 30 thoải mái luôn. Nhìn cái biến áp nguồn xuyến này các bác có thể thấy nó to, có to chả bá luôn, cả bàn tay không hết. Ok chưa ạ? Bán kính nguồn rất là to nhé. Đấy, và đây là cục đẩy LT3600. Với cục đẩy LT3600 này thì hình thức thì nó không khác gì con LT5000. Đấy, ok chưa ạ? Bây giờ cũng mở nội thất ra. Ok chưa? Đây mở nội thất ra thì cũng có một cái lá cách nhiệt cách điện đây. Để mà so sánh thì đây, cục nguồn. Đấy, cục nguồn của con LT3600 này thì nó sẽ nhỏ hơn so với con LT5000 này nhá. Nó nhỏ hơn tầm phải 2 cm đấy. Đấy. Nhỏ hơn. Ok chưa? Đây, tất cả những lõi đều là lõi đồng hết đây. Hàng này quá đẹp rồi, cũng sử dụng là 4 tụ Bison. Cũng sử dụng là 4 tụ Bison. Ok chưa? Nhưng mà tụ này là tụ chỉ có 160V thôi. Đấy, 160V. Ok chưa? Đây, em sẽ cho các bác cùng xem con này. Hàng này thì quá chất rồi. Tụ này là tụ 160V và 1800mA các bác nhé, 1800mA. Xoay kỹ luôn cho các bác cùng xem. Đấy. Ok chưa ạ? Cùng nguồn nhỏ hơn thì công suất nó sẽ nhỏ hơn này. Và tụ này tụ này của nó cũng tụ này của nó cũng nhỏ hơn. Nó chỉ có là 1160V. Cái này 160V này. Ok chưa? Còn nó con này thì tụ của nó là tụ 200V. 200V và là 2200mA. Cái kia thì nó 100
vợ em nhìn là 160 hay 180, 1800, con này là 1800 anh em nhé, 1800 mi em pha. Đó, ok chưa ạ? Đó, thì các bác có thể thấy là về nội thất thì các bác có thể thấy nhìn hai sản phẩm này, con LT3600 và con LT5000 thì nhìn nó cũng như nhau, đúng không, khác nhau. Nó chỉ khác về cái cục nguồn này. Cục nguồn này nó sẽ nhỏ hơn anh em nhé, nhỏ hơn so với con LT5000. Và tụ, ok chưa ạ? Đó, tụ này thì nó sẽ là tụ dung lượng rất là lớn. Đấy, ok chưa? Hàng này quá chất luôn này. Đẹp, đẹp mỹ mãn luôn em nhé. À đây, các bác có thể thấy những cuộn cảm này, cái lõi, cái dây đồng quấn này của nó này, nó ít hơn so với con này. À, so với con LT5000 này. Quạt thì cũng chỉ cần sử dụng một quạt thôi. À, hai con này đều sử dụng một quạt. À, nó sẽ chia ra làm hai tầng anh em nhé. Con này nó sẽ chia ra làm bản mạch này của nó, bản mạch công suất này của nó thì nó sẽ chia ra làm hai tầng. À, chia ra làm hai tầng, con này cũng hai tầng. Chơi với những mẫu đẩy này thì các bác chơi gia đình và chơi sự kiện thì đều được, ok chưa ạ? À, con LT3600 này thì chơi gia đình thì quá ok luôn này, chất âm của nó thì rất là hay, tiếng rất là sáng nhá, và rất là gọn. Đó, những giải cao của nó không bao giờ nó bị xe xé tiếng như những dòng đẩy khác đâu. Đó, bên em thì đã làm rất là nhiều những video so sánh nội thất và so sánh chất âm rồi, và test chất âm của từng cục đẩy rất là nhiều rồi. Đấy, các bác có thể thấy này, LT5000 này, ok chưa? Đấy, hàng này đẹp luôn nhé, hàng này quá đẹp luôn. Đây là LT3600, đều chạy điện 220V nhé. LT3600, hàng quá chất luôn. Thì với mẫu đẩy LT3600 này, anh em có thể đánh mỗi cây này, chúng ta có thể đánh ra một cặp loa bát 30, vì con này nó công suất là 900W một cây. 900W một cây nhân với 4 thì nó tầm 3600W anh em nhé, ở 4 kênh này. Ok chưa ạ? Chơi ở chế độ 8 ohm. Đó, 8 ohm thì mỗi kênh này là 900W. Còn với con LT5000 này ở 8 ohm thì nó sẽ là 1200W một kênh. Đó, thì ok, một cái video giới thiệu về hai cái dòng đẩy. Đấy, các bác riêng con LT5000 này các bác mà làm sự kiện thì quá ok luôn, chơi gia đình thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, còn con LT3600 này cũng vậy. Đấy, chơi gia đình quá hợp lý các bác nhá. Thì em cũng báo giá luôn, với con LT3600 này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 9.500.000 đồng. Còn con LT5000 thì nó đắt hơn là 12 triệu các bác nhá, sản phẩm này 12 triệu. Đấy, còn LT3600 là 9.500.000. Thì các bác mà quan tâm đến mẫu đẩy nào, anh em có thể gọi điện trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Ok, video này em xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Anh em xem video thấy hay, nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh.